Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra một sự việc hết sức hi hữu. Sau đoàn thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn vào chiều ngày 7 tháng 5, khi lên xe trở về thì phát hiện một thành viên đã không lên xe. Đến sáng ngày hôm sau, tức ngày 8 tháng 5, nhiều người đã tá hỏa khi phát hiện cụ bà nằm bất động tử vong trong rừng tràm. Vào chiều ngày 8 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Linh Trường, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa hoàn tất thủ tục bàn giao nạn nhân là bà TTB, 73 tuổi, chú ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, để gia đình đưa về địa phương lo hậu sự. Được biết, nạn nhân được báo là bị lạc vào chiều ngày mùng 7 tháng 5, khi bà B cùng với đoàn cựu cán bộ chiến binh tỉnh Hà Tĩnh hơn 20 người vào thăm viếng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Thăm viếng xong, đoàn cựu chiến binh lên xe để tiếp tục lộ trình thì phát hiện thiếu bà B. Ngay sau đó, cả đoàn đã tổ chức tìm kiếm bà B hơn 1 giờ nhưng không phát hiện. Do đó, đoàn tham quan đã thông báo và đề nghị hỗ trợ từ chính quyền địa phương tại xã Linh Trường. Đến khoảng 9 giờ ngày mùng 8 tháng 5, bà B được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại rừng Tràm, thuộc thôn Bến Tắt, cách nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 2 km. Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra. Qua đây cũng chính là lời cảnh báo đối với những chuyến du lịch có người lớn tuổi tham gia, bởi tuổi già sức yếu hay quên và đôi khi là đáng trí. Những chuyến đi như vậy cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, cẩn trọng và để tâm nhiều hơn tới người cao tuổi.